Xin chào cả nhà nha. Hôm nay mình sẽ làm món ăn vặt nha cả nhà. Đó là khô gà lá chanh. Sáng ở đây mình đi chợ mình có mua được hơn ký ức gà nha cả nhà. Đây mình đã rửa muối đồ sạch sẽ rồi. Và đây là nguyên liệu nè, gồm có củ hành tím, củ hành tây, gừng, sả, lá chanh, di tỏi nha. Và đây là ớt. Rồi, nguyên liệu của món này rất là đơn giản cả nhà ơi. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha. Nếu cả nhà thích video này thì hãy cho mình một like, một đăng ký và một chia sẻ nha cả nhà. Ai chưa đăng ký kênh thì nhấn vào nút đăng ký kênh ủng hộ mình nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Đầu tiên mình sẽ xắt gừng nha cả nhà. Mình sẽ cắt theo khúc nhỏ nhỏ nha. Cắt ra nha cả nhà. Mình sẽ cho vô son nha cả nhà. Mình hấp nha, hấp gà nè. Sả nè. Và một ít củ hành tím nha cả nhà. Mình hấp gà mình không có để nước vô nha cả nhà. Cái này cũng hành mà nó ra nước mà thấm vô gà rất là ngon, rất là thơm nha. Bây giờ mình sẽ cho gà vô. Cái nước gà này ngồi mình sẽ lược lại, mình nấu nước sốt nha cả nhà. Mình quết cho nó tơi ra rồi mình xé cho nó dễ nha.
hành tím mình đã băm nhỏ, sả, ớt, tỏi, gừng, lá chanh mình đã cắt ra nha. Đây là gia vị nha cả nhà, một muỗng bột cà ri, một muỗng rưỡi muỗng cà phê nha cả nhà, muỗng rưỡi bột điều, dầu điều, với lại một muỗng ngũ vị hương, với muỗng bột ớt nha, ớt khô. Và đây là nước luộc gà nha cả nhà, rất là ngon. Cho vô miếng, mình sẽ cho củ hành vô nha, mình sẽ phi hành rồi hành tím ấy, rồi mình bỏ gừng vô nha cả nhà. Rồi mình sẽ cho sả đồng với ớt vô luôn. Rồi tiếp theo mình sẽ cho tỏi vô nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho nước luộc gà vô nha cả nhà. Này mình cho 150 g đường vô luôn. Mình cho thêm 4 muỗng canh nước mắm vô luôn nha cả nhà. Mình cho cái chén gia vị hồi nãy mình phân ra vô luôn nha. Rồi sôi rồi, giờ mình sẽ tắt bếp nha, đường nó tan hết nha cả nhà. Mình tắt bếp đợi cho cái nước này nó nguội xíu rồi mình bỏ gà vô nha. Rồi mình đã trộn đều rồi nha cả nhà, bây giờ mình sẽ bắt lên lửa cho nó rút nước đó vô thịt gà rồi khô nước, rồi mình sẽ đi sấy nha. Bây giờ gà nó hút gần khô nước rồi nha cả nhà. Mình sẽ chuẩn bị đi bắt nồi nước lên mình sấy nha. Mình sấy bằng hơi nước nha cả nhà. Rồi mình đã bắt cái chảo gà lên rồi nha cả nhà.
giờ mình sẽ để đây cho nó khô nha. Mình ấy tí xíu mình ra mình đảo cho nó khô đều nha cả nhà. Chia ra làm hai ngay cả nhà cho nó mau khô. Còn một chảo này nó cũng khô rồi nè cả nhà, nhưng mà nó ấy nó chưa có khô hung á, thành ra mình tách ra là hai chảo nha. Được một mẻ rồi nha cả nhà. Thứ hai cũng đã xong rồi nha cả nhà, hoàn thành hơn 4 tiếng đồng hồ cả nhà, nguyên cả một buổi chiều luôn. Nhà hai cái mình đã trộn lại với nhau.